Vâng, em xin chào tất cả các bác cô chú anh chị đang theo dõi kênh Lan Rừng Cường Hiền. Ngày hôm nay thì em đã lên chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị một số các mặt hàng con giống như là năm cánh trắng Bạch Tuyết, Hồng Á Hậu, Sơn Nữ Tiến Đạt, năm cánh trắng Hùng Vương, năm cánh trắng Phú Thọ, năm cánh trắng Hàn Ô, Hồng Mỹ Nhân, những đơn hàng giá siêu rẻ chia sẻ tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Và trước khi đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay thì em giới thiệu tới tất cả các bác một dòng phân hữu cơ. Hiện tại ở trên thị trường thì có rất là nhiều các dòng phân các bác nhé. Nhưng mà cái dòng phân ở bên nhà em ấy thì nguyên liệu chính nó là phân trâu, phân bò, phân chuồn quế, bạ cao ổ vi sinh và các dưỡng chất organic. Phân hữu cơ bên nhà em là dạng viên nén như thế này các bác nhé. Viên nén như thế này, nó không mùi, không ảnh hưởng tới sức khỏe con người, không ảnh hưởng tới môi trường. Các bác có thể dùng để bón cho hoa lan, cho cây cảnh, cây trồng, cây bonsai, rau củ quả. Và một bao như thế này thì là bên em đang đóng là 5 cân các bác nhé. 5 cân này thì em chia sẻ tới tất cả các bác với giá là 130.000 đồng, miễn phí ship toàn quốc. Và công dụng của nó thì là giữ độ ẩm cho cây, làm cho mầm gốc mập, đẹp, khỏe, cây xanh, cho những bông hoa to đẹp các bác nhé. Không bẩn giá thể, không có nấm bệnh hay là sên. Bởi vì là khi mà ủ thì bên nhà em là đã xử lý hết rồi các bác nhé. Xử lý nấm mốc rồi những cái mầm gây bệnh rồi. Nên là các bác yên tâm. Và các bác có nhu cầu lấy xỉ thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Bên nhà em nhận xỉ từ 50 cân. Và là bên nhà em là tự sản xuất nên các bác yên tâm rằng là không phải qua khâu trung gian. Như các cụ ở câu là nhất nước nhì phân luôn đấy các bác ạ. Nên là phân này là một yếu tố rất là quan trọng luôn. Đấy, các bác muốn có những cái mầm gốc khỏe đẹp, những cái cây khỏe đẹp hoặc là có những chậu rau. Bây giờ thì rau các bác biết là thuốc rất là nhiều. Các bác có thể là trồng trên ban công hoặc trong những cái thùng xốp, các bác bón những cái phân dòng phân hữu cơ này. Nó rất là thân thiện với môi trường. Đấy, các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là có thể liên hệ qua Zalo cho em. Và đây là hệ thống lò sấy ở bên nhà em các bác nhá. Đấy, ngày nào bên nhà em cũng xuất cả xỉ cả lẻ, nó rơi vào khoảng tầm gần 2 tấn các bác nhá, một ngày. Làm hết công suất luôn. Đấy, các bác yên tâm về chất lượng bởi vì cái này là em tự sản xuất. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một chậu 5 cánh trắng Hùng Vương các bác nhá. Chậu 5 cánh trắng Hùng Vương này thì đang nụ. Đấy ạ, chậu cái dòng này thì nó rất là sai hoa. Bác nào theo dõi kênh của em thì biết là năm ngoái có 2-3 chậu đấy ạ. Ra quá là sai hoa luôn đây. Các bác nhìn này. Đấy, cái chậu này nó 2 tấn hoa luôn các bác nhá. Cái dòng 5 cánh trắng Hùng Vương này thì nó là dòng giả hạc của miền trong. Nên là nó rất là sai hoa. Và hoa thì cực kỳ thơm các bác nhá. Cái hoa này thì em phải nói là cực kỳ thơm. Vì năm ngoái nó nở ở vườn nhà em khoảng 3 chậu rồi. Rất là đẹp luôn. Đây, mẹ già năm ngoái vẫn còn nguyên. Về các bác có thể xem mắt nào nó cũng ra hoa luôn các bác nhá. Cái này thì nó gần như là hàng độc quyền rồi. Cái này em chỉ có một chậu duy nhất. Cái này nó lên 2 mầm gốc và 2 thân hoa. Thân hoa này các bác về ngắm hoa thì quá là đẹp luôn. Đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Cái này em có một chậu duy nhất thôi. Món nào mà muốn sưu tầm ngắm hoa, chậu này thì phải gọi là quá thơm được các bác nhá. Đây ạ, mắt nào cũng ra hoa luôn. Đấy, đang ra hoa rất là xanh này rồi. Đấy, đây ạ, hoa này các bác nhá. Đấy là đơn hàng số 1, 250.000. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Bạch Tuyết. Cái chậu này thì nó đang lên cái mắt trên gốc rồi các bác nhé. Khả năng là cái mắt gốc của nó xê nó liếm mất rồi. Đấy, nó lên cái mắt trên gốc rồi. Cái mắt này là nó sẽ thay mắt gốc luôn các bác nhé. Cái này thì khi mà cái mầm này nó lên ra rễ rồi thì các bác có thể kích tiếp những cái mắt của phía trên của cái thân mẹ này. Đấy, các bác làm nhân giống, làm một chậu nhiều đầu vào cho nó đẹp. Cái đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000 đồng cho đơn hàng số 2. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng Bạch Tuyết. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 3. Chậu này thì một mầm gốc thôi nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay cũng là một chậu 5 cánh trắng Bạch Tuyết. Cái này là cây cắt khúc. Cái này thì mắt gốc nó chưa lên. Về các bác có thể lấy một ít duy xanh, các bác pha 1cc duy xanh và 1cc nước, các bác lấy cái tăm bông, bác lau cái mắt gốc này lên, khoảng một tuần sau nảy lên rất là đẹp đúng không nhá. Cái này nó lên muộn hơn. Và cái Bạch Tuyết này thì một năm nó đẻ khoảng tầm 3 lần. Đấy, nên là các bác sưu tầm làm giống những cái chậu như này, cuối năm là các bác được một chậu nái cũng gọi là tương đối to to các bác nhá. Đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng
Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này thì một mầm gốc, rễ thì siêu khỏe luôn các bác nhá. Đấy, rễ siêu khỏe, siêu đẹp luôn. Đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 430.000 đồng 5 cánh trắng bạch tuyết. Mầm gốc thì phải gọi là quá to, quá đẹp luôn các bác nhá. Rễ đây ạ, rễ thì siêu khỏe luôn. Những cái chậu này thì về là các bác phải sang chậu đất nung hoặc là các bác có thể sang chậu gỗ. Bởi vì là cái chậu này nó là chậu nhựa và nó size nó rất là nhỏ các bác nhá. Nó sẽ không thể đủ dưỡng chất để nó nuôi mầm gốc này được. Cái mầm gốc này các bác biết là cái mầm gốc nó rất là to. Cái đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 430.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng. Chậu này thì hai mầm gốc thôi nhá. Hai mầm gốc rất là đẹp luôn. Đây ạ, hai mầm gốc này mẹ này. Rễ thì siêu khỏe. Rễ ăn hết lên trên bề mặt như này. Đây là đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Đấy, chậu này thì một mầm gốc thôi nhá. Một mầm gốc phi như tên luôn. Đấy ạ, phi rất là khỏe. Đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 430.000 đồng cho đơn hàng số 8. Và các bác xem ở trên video nó chưa được rõ nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và hết đơn hàng số 8 là hết 5 cánh trắng bạch tuyết. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là một chậu hồng á hậu các bác nhé, hồng á hậu. Chậu này thì ba mầm gốc. Đây ạ, mầm gốc lên rất là đẹp rồi các bác nhé. Đây, một đây ạ, cái này thì lên rồi này, cái này đang sưng. Và một mắt phía bên này nữa các bác nhé. Cái đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 9. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay là một chậu hồng á hậu. Đây, mắt gốc của nó đây. Mắt gốc của nó đang sưng lên đây, nó bung ra rồi các bác nhé. Mắt gốc rất là đẹp luôn. Các bác sưu tầm về làm giống. Đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay là một kỳ hồng á hậu. Đây, mầm gốc của nó đây, mầm gốc lên rất là đẹp rồi. Đơn số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 11. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay đó là một chậu sơn nữ tiến đạt các bác nhé. Sơn nữ tiến đạt, cái này em có một chậu duy nhất. Cái này thì các bác lấy là em nhấc ra và về các bác trồng lại. Cái này xuống lá hết rồi. Cái này năm nay là khả năng ra hoa luôn các bác nhé. Và đây, cái này thì nó đang lên rồi các bác nhé. Mắt đây, mắt của nó đang sưng rồi. Đấy, bên này cũng thế. Đấy, đang sưng xanh rồi các bác nhé. Cái này các bác lấy là em sẽ nhấc ra và về là các bác trồng lại. Đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 12. Cái này thì em có một chậu duy nhất thôi các bác nhé. Xuống lá hết rồi. Đã về các bác có thể ngắm hoa năm nay luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay là một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì 4 mầm gốc luôn các bác nhá. 4 mầm gốc đây, siêu đẹp luôn. Mầm gốc phải gọi là quá là đều nhau và quá là to luôn này các bác này. Đây, các bác sưu tầm về làm chậu nái. Chậu nái này năm nay 4 mầm gốc thì quá là đẹp rồi. Đơn hàng số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 160.000 đồng cho đơn hàng số 13. Chậu nái rất là đẹp, 4 mầm gốc các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay là một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì hai mầm gốc, đấy, mầm gốc rất là khỏe và rất là to các bác nhá, và một thân tơ. Đấy, thân này thì đang bắt đầu xuống lá rồi. Như những cái chậu này là về năm nay các bác ngắm hoa luôn. Đơn hàng số 14 em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 14. Đấy, mầm gốc siêu mập đẹp luôn các bác nhá. Thân mẹ thế rất là mập và rất là đẹp. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay cũng là một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này hai mầm gốc các bác nhá. Hai mầm gốc đang lên. Đấy, rất là đẹp như là cái măng luôn. Và đây là thân mẹ các bác nhá. Thân mẹ này thì nó đang xuống lá rồi. Đây. Đang xuống lá rất là nhiều rồi. Đấy, chậu này là về các bác cũng ngắm hoa năm nay luôn. Đơn hàng số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng 5 cánh trắng Phú Thọ.
hai mầm gốc quá nhá, hai mầm gốc siêu đẹp và một thân tơ. Đấy, nó cũng đang xuống lá đây rồi. Về các bác ngắm hoa luôn. Siêu đẹp luôn các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay cũng là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì chuẩn bị xuống hết lá rồi các bác nhá. Đây, chuẩn bị xuống hết lá đây rồi. Lá đang vàng rồi. Đấy, nó xuống rồi rất là nhiều rồi. Chậu này thì một mầm gốc. Đây ạ, mầm gốc của nó đây các bác nhá. Mầm gốc của nó rất là đẹp luôn. Đơn hàng số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 17. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay là một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì về các bác năm nay cũng có thể ngắm hoa luôn. Chậu này 3 mầm gốc thôi nhá, 3 mầm gốc rất là đẹp. Đơn hàng số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ, rất là mập đẹp luôn các bác nhá. Hai mầm gốc siêu to luôn, rất là đều nhau. Đơn hàng số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 ngày hôm nay là một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì một mầm gốc các bác nhá, một mầm gốc đang lên rồi. Và thân mẹ của nó đây, thân mẹ thì rất là dài, đang xuống lá rồi. Chậu này thì các bác về ngắm hoa năm nay luôn. Chậu này thì chắc khoảng tầm 70-80 cm mầm gốc các bác nhá. Đơn hàng số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 21. Đơn hàng số 21 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì một mầm gốc rất là to đẹp và hai thân tơ các bác nhá. Đấy ạ, hai thân tơ rất là mập luôn. Đấy, về năm nay các bác ngắm hoa, những chậu này chắc chắn là hoa rồi. Đơn số 21 này em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 22. Đơn hàng số 22 ngày hôm nay đó là hai chậu 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. Hai chậu này rất là mập luôn các bác này. Siêu béo mập và siêu đẹp luôn. Đấy, hai chậu. Một chậu này thì lên mầm gốc rồi, rất là đẹp. Chậu này thì chưa lên các bác nhá. Chậu này khả năng là nó lên muộn. Chậu này khả năng là nó lên muộn. Về các bác có thể lấy tí duy xanh các bác lau là nó sẽ lên. Hai chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 22. Hết đơn hàng số 22 này là hết 5 cánh trắng Phú Thọ. Em chuyển qua đơn hàng số 23. Đơn hàng số 23 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng HO các bác nhá. 5 cánh trắng HO. Chậu này thì hai mầm gốc này, hai mầm gốc quá là đẹp luôn. Và hai thân tơ các bác nhá. Hai thân tơ này thì xuống hết lá rồi. Chậu này thì về là các bác ngắm hoa luôn, xuống hết lá. Cái này thì về các bác cứ cắt nước dần đi là nó sẽ đẩy ra hết hoa các bác nhá. Các bác để khô cái giá thể này một chút. Các bác đừng tưới nhiều nước quá. Đơn hàng số 23 này em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 24. Đơn hàng số 24 ngày hôm nay đó là hai chậu hồng mỹ nhân các bác nhá. Hai chậu hồng mỹ nhân. Cái này thì nó bị hỏng mất gốc, các bác có thể đang ra kỳ hết rồi. Các bác có thể sưu tầm về là các bác khi nào ra kỳ nhiều hết các mắt này rồi, các bác có thể cắt như thế này, các bác đặt xuống chậu để các bác làm lên một chậu nái mỹ nhân. Mỹ nhân này thì nó là dòng xuân nên là nó thường sẽ là thắt ngọn sớm và ra hoa rất sớm các bác nhá. Và mỹ nhân thì phải nói là rất là dễ hoa, rất dễ hoa các bác nhá, cực kỳ dễ hoa, sai hoa và hoa rất đẹp. Đơn hàng số 24 này em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 25. Đơn hàng số 25 ngày hôm nay thì là em có 4 chậu. 4 chậu thì nó sẽ có 3 chậu là 5 cánh trắng Phú Thọ và 1 chậu 5 cánh trắng HO. Đây ạ, đây là 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhé. Cái này các bác lấy là em sẽ nhấc ra và về các bác trồng lại. Đây, mầm gốc thì rất là đẹp. Mà cái này thì nó còn mấy cái này là hàng dọn vườn nên là em chia sẻ nốt cho các bác về ghép cho vui. Đây ạ, mầm gốc lên rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây, thân mẹ này đang ra kỳ đây. Chậu này thì đang lên hai mầm gốc rất là đẹp luôn. Đấy, các bác lấy là em tất cả em đều sẽ là nhấc ra. Chậu này là HO các bác nhá. Chậu này HO. Đây, mầm gốc của nó đây. Đấy, thân mẹ rồi. 4 cái chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. 3 chậu Phú Thọ và 1 chậu HO các bác nhá. Và đơn hàng số 25 cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook là Lan Rừng Cường Hiền. Các bác chỉ cần nhập cái số điện thoại em để phía góc trái màn hình là sẽ ra Zalo của em luôn. Và em chỉ có dùng một Zalo duy nhất các bác nhé.
Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.